tiếp nối chủ đề phim kịch. Tập phát sóng hôm nay sẽ là màn tranh tài trong phần thi đơn của các ca sĩ ở bảng A. Lần này sẽ là những màn hỏa thần hoàn toàn thay đổi so với vòng trước của ca sĩ Tiến Tới. Ca sĩ Võ Lê My, ca sĩ Bằng Chương, ca sĩ Bảo Trân. Và với sự thay đổi này, tiết mục của ca sĩ nào sẽ nhận về điểm số cao nhất để có thể giành được chiến thắng ở màn đối đầu này? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Chương trình Đánh Thức Đam Mê được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang với sự đồng hành của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Ba ơi, con bên đây nè. Đâu, con bên đâu? Bên đây nè, đâu? Mà ba bắt được con. Đâu, dạ, con bên đây đúng không? Con bên đây nè, con bên đây nè. Con ở bên đây nè. Đâu, con đâu rồi, để ba nghe. Con bên đây nè. Ê, bắt được con rồi nè. Ba cho ăn vàng quá. Ai cho ăn vàng? Con mới, mời ơi, ba con cho ăn vàng kìa. Trời ơi, sao anh cho ăn vàng nhỏ vậy? Con muốn chơi lại. Rồi, muốn chơi lại cũng được. Nhưng mà trước tiên, vô tắm rửa ăn cơm. Rồi ra, cha con mình chơi lại nha. Dạ. Đây, đi vô cô tắm cho. Thôi, con lớn rồi, con tự tắm được. Vậy vô tự tắm nha. Dạ. Rồi cái ra đây hai cô cháu mình phục thù. Dạ. Đi vô đi. Rồi em sắp đi đùm đùm đề đề vậy? Anh đó, làm cha mà không có để ý gì hết trơn à. Con gái anh bữa nay lớn á hả, phỏng phao vậy rồi anh phải thay đồ cho con đi chứ. Bận đồ cũ hoài như vậy coi không có được nha. Dữ vậy hả? Với lại em có mua cái khăn này cho anh nè. Này anh thấy em cũng ra dáng lắm rồi đó. Ra dáng gì vậy? Thì ra dáng làm vợ làm mẹ chứ gì. Ê, không có ghẹo người ta nha. Bộ muốn làm vợ của tôi hả? Thì thôi đi, không có hỏi mấy cái này kỳ cục quá à. Bây giờ em nói chuyện nghiêm túc nè. Rồi, vậy là đủ nghiêm túc chưa? Không có giỡn nha. Rồi, nói chứ, anh nghiêm túc nè, chuyện gì? Ba của em á, đã tìm được người nuôi bé Kim rồi đó. Nhà ở đâu? Ở thành phố. Xa dữ. Ủa, em thấy có gì đâu xa. Với lại anh biết làm sao không? Gia đình này là bạn của ba em, mà người ta cũng khá giả lắm. Ngặt một nỗi á là người ta cũng có con, mà nhỏ nó không có đi đứng được rồi, nó cũng không có nói được nữa. Thành ra là người ta muốn nhận bé Kim về, xong cái hai anh em chơi chung với nhau. Anh thấy được không? Thôi, em nói gì chẳng khác nào là em kêu con bé về phục vụ cho con nhà người ta. Phục vụ cái gì mà phục vụ? Anh nghĩ vậy là bậy rồi đó. Người ta nói là người ta đem con nhỏ về, xong rồi người ta coi nhỏ như là con ruột của người ta vậy đó, có gì đâu. Với lại nha, ở trên đó là được ở nhà lầu nè, đi xe hơi nè, rồi học trường xịn nữa. Thôi, anh nói là không có được đó. Không thể để con của mình đi về làm người ở nhà người ta được. Anh sao vậy? Sao lần này em nói cái chuyện này ra anh cũng bác hết trơn vậy? Nhà này không chịu, rồi nhà kia cũng không chịu luôn. Riết á, không biết anh muốn gì nữa. Thiệt lòng á là em cũng thương bé Kim dữ lắm. Nhưng mà tại vì ba em á, ba em không có chịu cái chuyện mà giờ anh cưới em về, xong rồi cái em phải chăm sóc cho con của anh, mà cũng không phải con ruột nữa. Tự nhiên đâu khơi khơi lượm về cho khổ mình thôi em nữa. Khơi khơi là khơi khơi làm sao? Ba má của con bé bị là ke chết, nó không có ai là người thân hết. Anh mới mang nó về nuôi, tội nó lắm em. Nhiều khi không biết là anh có muốn cưới tôi nữa không à? Cho anh thêm một ít thời gian nữa. Hơn 2 năm rồi anh. Em chờ được nhưng mà gia đình em không có chờ được nữa. Thú thiệt với em luôn á, 2 năm qua anh đã quen với việc là con bé nó đi vô đi ra trong nhà rồi. Bây giờ anh là người thân duy nhất của nó. Ba má nó đã bỏ nó một lần rồi. Không lẽ giờ anh đành bỏ nó hả em? Vậy thì bây giờ anh vì em một lần được không? Giữa em và bé Kim anh chọn ai? Anh trả lời em đi, anh chọn ai? Anh im lặng. Vậy là em biết câu trả lời của anh rồi. Thiệt lòng bây giờ em muốn trách anh lắm nhưng mà em không trách anh được. Tại vì anh không có làm gì sai hết. Người sai là em.
vì em yêu anh, em chờ đợi anh, nhưng rồi cuối cùng người em chọn không phải là em. Con cá nhớ nguồn ngược về dòng sông, con chim nhớ ngàn tìm về tổ ấm, con cuốc xa bầy kêu hoài bên sông, thương em bên ấy anh còn chờ mong. Thương em thương từng câu hò ngẩn ngơ anh suốt canh thâu, thương em thương cả hạt mưa đông kênh đôi mắt em sầu, bao lần ngỏ lời nên duyên em thẹn thùng cứ hẹn mùa sao. Chiều nay bên kia sông có người lấy chồng, có người lấy chồng vui cả bên sông, mà sao đò ai lặng lẽ chiều về bên đây bên sông, con nhàn buồn ngơ ngẩn chờ mong. Chiều nay Kim ơi, con xong chưa Kim? Ra đây ăn cơm với ba nè. Kim ơi, Kim ơi, Kim ơi, Kim ơi, Kim ơi, con đâu rồi Kim? Kim ơi, Kim ơi. Ba ơi, con đi đâu vậy Kim? Dạ con cũng không có biết nữa. Con không thương ba hả? Dạ con thương ba lắm, lúc nào con cũng muốn ở bên cạnh ba đó, tại vì ba là người thân duy nhất của con. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha, con muốn nắm lấy tay cha thật chặt. Ba ơi, ba đừng bỏ con nha ba. Ba hứa. Xin được chúc mừng Tiến Tới đã hoàn thành bài dự thi của mình. Và đầu tiên xin phép được mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ có những nhận xét cho ca sĩ Tiến Tới. Anh thích nhất ở em là cái sự mộc mạc trong cách hát, trong cách diễn. Cái điều đó nó làm cho người ta rất là dễ tin vào nhân vật. Lần đầu tiên anh được xem em, giọng hát truyền cảm và cái cách diễn chân thật đó nó gieo được cái cảm xúc nên anh. Chúc mừng em. Dạ, yeah, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Thưa nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền, anh sẽ chấm bao nhiêu điểm dành cho Tiến Tới ạ? Anh cho em 9.50 điểm. Gửi em
9,75. Xin được chúc mừng tiến tới với điểm 9,75 từ danh ca Ngọc Sơn và 9,5 điểm đến từ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền. Chúc mừng bạn một lần nữa. Sao cả Mai Đình? Dạ. Chắc có lẽ đây là những dòng thơ cuối cùng của Hàn Mặc Tử. Tôi xin gửi lại cho Mai Đình. Đây là món quà quý giá nhất của cuộc đời. Tôi cảm ơn em vì đã đưa tôi trở về lại với quê nhân. Anh Trí, anh đi đâu cũng được, em cũng sẽ theo anh. Mai Đình. Dạ. Tôi bây giờ đã là một phế nhân. Anh Trí. Xin hãy gọi tôi là Hàn Mặc Tử. Một thi nhân cứ ngỡ là mình sẽ gánh vác được nỗi sầu của nhân thế. Ấy vậy mà chỉ mới nửa đời người, tôi đã chôn mình với căn phòng lạnh lẽo và chỉ biết làm bạn với dần trắng. Mai Đình, tôi điên lắm phải không em? Anh Trí, anh Trí.
Trí ơi, anh có sao không? Mai Đình. Dạ. Cả một cuộc đời tôi đã làm khổ em. Tôi nợ em một lời xin lỗi. Anh Trí. Mai Đình, nếu bây giờ tôi nói tiếng yêu em, chắc có lẽ không còn kịp nữa. Anh Trí, trăng vậy. Trăng. Trăng kìa. Anh sẽ hái trăng để tặng cho Mai Đình. Trăng ơi. Anh Trí. Trăng ơi. Anh Trí ơi. Hai trăng tặng cho Mai Đình. Anh Trí. Trăng đẹp. Em Mai Đình nè. Trăng đẹp quá. Trăng. Anh Trí ơi. Trăng ơi. Cho Mai Đình. Anh Trí ơi, em Mai Đình nè. Trăng ơi, Trăng ơi, Trăng đẹp quá. Anh Trí ơi, hãy Trăng tặng cho Mai Đình. Anh Trí ơi, Trăng. Anh Trí. Anh Trí ơi. Quá bất ngờ với võ Lê My. Em mời anh Hữu Quốc nhận xét cho Lê My trước luôn được không ạ? Thực sự như này Lê My. Dạ. Ngay cái buổi đầu tiên em chạm tới cải lương mà em chạm đến nó bị quá sức của em. Cái này nghệ sĩ chuyên nghiệp mà hát nhiều khi còn không hay á. Cái này là rút kinh nghiệm. Cải lương rất là khó hát. Và hôm nay thì My thực sự có tấm lòng tình yêu của My dành cho cải lương. Anh ngưỡng mộ quá. Cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo. Còn bây giờ mình sẽ nghe điểm số nha. Anh tặng My 9,50. 9,5. 9,50 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng cho võ Lê My. Chú Nô ơi. Chú Nô ơi, chú Nô. Dạ. Chú Nô. Chú Nô. Dượng kêu tôi. Cái chuyện mà tôi nhờ chú Nô á, có tin tức gì chưa? Thì tôi có nghe lời Dượng, tôi qua xóm củi á, tôi kiếm bà Nguyệt. Nhưng mà bển nói là bả dọn đi chỗ khác rồi. Chú Nô ráng giúp tôi nghe chú Nô. Dạ ráng giúp chứ Dượng. Bây giờ Dượng có cần gấp không? Tôi đi ra tôi kêu mấy sắp nhỏ nè. Thôi, tán ra đi kiếm. Thôi không cần đâu chú Nô ơi. Cái chuyện này á tôi nhờ một mình chú Nô thôi. Chú Nô nhớ đừng có cho cô biết nha. Dạ. Ráng kiếm giúp tôi nghe chú Nô. Mình kiếm em hả Mình? Em mới vô trong nhà có chút xíu à. Là kiếm em rồi. Không Dượng không có kiếm cô. Dượng kiếm cái bà kia bên xóm củi á. cái bà thợ may. Ủa kiếm bà thợ may làm chi vậy? Dạ cái bà đó may áo dài đẹp lắm cô. Dượng nói với tôi là Dượng thích cô mặc áo dài. Mình thiệt hả? Đúng rồi đó Mình. Miền ơi xong đó nay mình không có nói với em. Mà chú Nô kiếm ra cái bà may áo dài chưa? Dạ tôi kiếm được chỗ rồi nhưng mà không có gặp bà.
Không sao mình. Em nghe người ta nói á, ở cái xóm khu Ba Son là có cái ông thầy mái áo dài đẹp lắm. Bây giờ em qua bển, em mai mấy bộ bận cho mình coi nha. Ừ. Em đi nhé. Dạ để tôi đưa cô đi. Thôi, chú nội ở nhà lo cho Dượng đi. Sếp ơi, chở tôi đi công chuyện. Trời đất ơi, hú hồn hú vía vậy. Dượng thấy tôi hay không? Trời ơi, chiếc này tôi làm thầy tuồn mới được. Thầy Dượng ơi, trời. Chú nô, dạ. Tôi cảm ơn chú nô nhiều nghe. Mà chú nô nhớ quay lại chỗ cũ kiếm Nguyệt giùm tôi nghe chú nô. Trời đất ơi, tôi đã nói với Dượng rồi. Tôi đi qua bên xóm củi á, tôi kiếm bà Nguyệt. Nguyệt? Không có thấy bà Nguyệt. Ủa? Nguyệt? Ủa, bà Nguyệt đi. Ủa cái này bà cái gì? Cái này là cô. À, cô Nguyệt. Dạ, chào chú. Ủa mà cô Nguyệt đây là gì với Dượng? Dạ là bà con xa. Bà con xa hả? Dạ. Thôi để tôi nói cho cô hay một tiếng. Thôi chú Nô, chú Nô. Hả? Chú Nô đừng có kêu cô. Đây là bà con xa của tôi thôi, chú đừng có làm phiền tới cô. Chú Nô. Chú ra canh cửa, khi nào cô về á, chú kêu tôi giùm nghe chú Nô. Bà con xa. Thôi tôi hiểu. Bà con xa không qua lấy nhìn gần. Dượng ở với bà con xa đi, tôi qua lấy nhìn gần. Nguyệt. Anh Minh. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mắt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Dượng! Khách tới nhà không trà cũng nước. Để khách đứng rồi, để tôi vô tôi pha trà tôi mời khách. Nguyệt. Nguyệt ơi, mấy lâu nay em đi đâu mà anh kiếm em hoài không gặp với Nguyệt? Kiếm hoài mà không gặp. Thiệt tình luôn chứ. Cái hộp đựng trà để ở đâu vậy trời? Trời không lẽ giờ tôi lẫn rồi trời? Thôi thôi coi, cô đứng đây đi, tôi cả chở tôi mua trà về pha mời cô uống. Dạ. Nguyệt, Nguyệt ơi anh nhớ em lắm Nguyệt à. Nín đi con. Nín đi con. Nín đi con. Đây là... là con của mình đó anh. Là con của mình. Lúc anh đi lấy vợ khác, em mới phát hiện rằng mình mang giọt máu của anh. Lúc đó em sợ lắm. Em sợ hàng xóm dị nghị, cho nên là em bỏ trốn. Rồi bấy lâu nay em ở đâu? Em làm gì hả Nguyệt? Em ở xóm củi, em mai đồ cho người ta. Sao anh đi tới đó anh kiếm em mà không có gặp? Em không dám đối diện với anh. Trời ơi Nguyệt ơi, anh khổ lắm Nguyệt ơi. Cô về Dượng ơi, Dượng ơi, cô về Dượng ơi. Mình ơi, cô về. Ủa làm gì mà la làng dữ vậy? Chú Nô đi ra ngoài xe lấy đồ giùm tôi đi, nhanh lên. Dạ. Mình, em nói mình nghe nè, nãy em qua bển á. Trời đất ơi, em thấy cây vải nào cũng đẹp hết trơn á trời. Em mai hết luôn. Em mai nè, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu... Ai đấy? Dạ tôi xin đến gặp cô với Dượng. Gặp tôi với chồng tôi hả? Dạ. Mà... con cô hả? Dễ thương quá hả? Mà quên nữa, hồi nãy cô nói cô định gặp vợ chồng tôi để làm gì? Tôi nghe người ta nói là cô Dượng tốt bụng, nhân hậu với... hay giúp đỡ người khác lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có gì không cô? Cô với Dượng sao? Có thể nhận nuôi đứa bé này giùm tôi được không? Tại vì cuộc sống của tôi ngặt nghèo quá. Chứ lại ở quê má của tôi bị bệnh. Cô Dượng rủ lòng thương nhận nuôi đứa bé này giùm tôi nha cô Dượng. Còn ba của bé? Ba của đứa bé đâu?
Ba... Ba đâu? Ba đứa bé... Thôi, tôi hiểu rồi. Nãy giờ là cô nói dốc tôi đúng không? Không có má nào bệnh ở dưới quê hết trơn trời á. Mà là cô bị phụ tình. Trời đất ơi, đàn ông gì á, cái con gái người ta có bầu có chữa rồi, cuốc ngựa tri phong à. Mình, em nói gì đúng không mình? Dạ không phải đâu cô. Ba của đứa bé chết rồi. Trời, tôi xin lỗi cô nha. Tôi hồ đồ quá. Ôi, sao em bé làm như, sao em nhăn nhăn vậy? Dạ. Ôi, chắc muốn nói dạ, gì rồi. Dạ, dạ, dạ. Dạ, tôi có sữa. À, để tôi ẩm tiếp cho. Dạ. Ẩm cái gì nè, đúng không? Ồ, 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 ồ. Dạ. Cưng quá à. Hình như là nó cũng mến mình đó mình. Dạ. Mình ơi, không ấy, mình nhận đứa nhỏ này làm con nghe mình. Được không mình? Mình muốn nuôi hả? Vậy anh qua nói chuyện với người ta nghe. Cô gì đó ơi. Dạ. Cô cứ để đứa nhỏ là cho hai vợ chồng tôi nuôi đi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ, vợ chồng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc nó như con ruột của tôi vậy. Tôi đổi ơn dưỡng. Cô ơi, cô cho tôi ẵm đứa bé lần cuối đúng cô? Cái miệng chim chiến. Mình à. Dạ. Cho người ta ẵm con lần cuối đi mình. Mà khoan đã. Dạ. Tôi có một điều kiện á. Tôi muốn á, là từ đây về sau cô không có được lui tới đây nữa. Cháu chỉ biết tôi và chồng tôi là ba mẹ ruột thôi, không có biết gì đến cô hết. Nếu cô đồng ý á, thì vợ chồng tôi nhận nuôi, còn nếu như không thì tôi không có nuôi. Sao? Dạ. Cô ơi, cô đừng có lo. Cô về, cô lo cho má thuốc thang nha. Về lo cho má nha cô. Lo cho má nha. Mình. Anh
Thưa quý vị, vừa rồi là phần thể hiện của ca sĩ Bằng Chương. Mình Ba Ngọc Sơn cũng rất là xúc động ạ. Mình xem các bạn diễn rất là sâu lắng, chững chạc, tình cảm, khiến cho tôi vô cùng mến yêu và ngưỡng mộ. Anh thấy là mọi thứ rất là trọn vẹn. Và ngày hôm nay anh thích cái hình ảnh của em. Mặc dù là mình lấy một cái tích nó đã quá nổi tiếng rồi, nhưng mà cái cách diễn của tụi em làm cho anh vẫn thích cái vở này. Có nghĩa là tụi em thành công. Với những điều đó thì không biết là ban giám khảo sẽ chấm điểm như thế nào ạ? Điểm số của em sẽ là 9,75 điểm. Anh dành cho em 9,75. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Xin được chúc mừng cho ca sĩ Bằng Chương. Thiệt chứ, đi ăn chợ mà tưởng đi siêu thị không á. Lựa tới lựa lui nãy giờ chưa lựa được món nào. Mỗi chân gần chết à. Lấy xong rồi. Trời đất, tôi chuẩn bị giùm cho cả cái túi vậy nè. Lấy mỗi tấm hình hà. Một tấm hình giá trị lắm hay gì? Nè. Cái gì vậy? Tiền lương của anh đó. Ủa sao nhiều quá ồ. Trời, ba má ơi, như vậy đây là số tiền chân chính đầu tiên tự tay con làm ra rồi ba má ơi. Con hứa với lòng mình, kể từ nay về sau con sẽ không ăn cắp nữa, con chỉ xài đồ của riêng con thôi. Ủa chứ cái gì trong túi anh kìa? Có gì đâu. Có, tôi thấy mà. Lấy ra. Có gì đâu. Lấy ra. Cục wifi chủ nhà. Vậy là anh hoàn lương giữa chưa? Ôi trời đất ơi, trời đất ơi là trời. Bàn tay hư hỏng, hư hỏng, hư hỏng. Biết rồi. Đây, đây, ê, coi như là tôi mua lại đó nghe. Anh bớt xàm giùm tôi được không? Gì xàm? Qua đây. Chuyện gì nữa? Qua đây. Nè. Tiền nữa hả? Không. Chứ gì vậy? Nhớ làm theo những gì tôi ghi trong đó. Ghi gì vậy? Ê, đừng có mở ra. Ừ. Lát nữa rồi coi. Ờ, làm hết hồn với à? Chuyện bình thường thôi, biết rồi. Mà tranh thủ đi, chủ nhà sắp về rồi đó. Vậy thôi. Đi, đi liền, trốn ra cửa sau nè. Đi. Anh đi đi. Anh đi trước đi. Vô đường nào ra đường đó. Nếu không muốn bị bắt thì đi đi. Ủa bộ tính ở lại ăn buffet chủ nhà hả trời? Đi. Đi. Trời đất ơi. Ai vậy? Ăn trộm. Mọi người đang ăn trộm. Mọi người đang. Mình làm lại từ đầu nha anh. Cô nói gì vậy hả? Tôi là giám đốc, làm sao mà có thể quen với những người có tiền án tiền sự như cô? Em đi tù là do anh mà. Hàng hóa là anh nhập. Anh nói em ký thì em ký, chứ em có biết cái gì đâu. Anh ơi, coi như em xin anh á. Anh đừng bỏ rơi em được không? Mình làm lại từ đầu được mà anh. Nha anh. Tôi đã từng yêu cô, nhưng mà ai biểu cô yêu tôi nhiều quá làm chi. Mà trong tình yêu ai càng yêu nhiều thì càng đau, hiểu không? Ê, không hiểu hả? Ngọc, đứng ở đó đi. Ủa mày sao vậy? Mình là bạn mà. Làm bạn hả? Nè, mày nhìn lại mày đi. Một đứa mới ra tù như mày, ai muốn làm bạn chứ? Phải không anh? Hai người. Nhưng mà tại sao lại làm bạn thân của em? Còn biết bao nhiêu người anh có thể chọn mà. Mày có nhầm lẫn không vậy? Chứ mà tao với anh Minh quen nhau trong lúc anh đang quen mày đó. Coi như tôi xin anh đó, quen ai yêu ai cũng được,
Nhưng mà anh làm ơn trả lại căn nhà cho tôi được không? Đây là căn nhà rất là quan trọng với tôi, ba má tôi để lại cho tôi, anh trả lại cho tôi đi mà. Em quên rồi hả? Em đã ký giấy xác nhập căn nhà này vô làm tài sản chung của công ty. Bây giờ công ty là của anh, thì căn nhà này cũng đồng nghĩa là của anh. Đi khỏi đây. Đi! Anh tuyệt tình với tôi đến như vậy luôn hả? Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá tà tơi. Còn một lần tình xương ý cũ. Thứ bây giờ mà cô có thể đem ra khỏi căn nhà này là hình của ba má cô. Đi đi. Khoan đã anh, đâu có đơn giản mà nó đi tù quan bao nhiêu năm nay, bây giờ trở về đây lấy tấm hình rồi bỏ đi đâu. Chắc nó đã ăn cắp thứ gì đó quan trọng lắm. Để em kiểm tra xem. Có lấy gì không? Còn tôi... Mày... Đi ngay! Ngay mày! Cô ra! Cô đi cả! Buông ra! Đi cả! Cô đi cả! Hả? Tụi bay lại đụng đến giới hạn cuối cùng của tao. Em điên. Ba mẹ ơi, ngày hôm nay con sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Tụi bay muốn biết là tao lấy cái gì đúng không? Làm gì vậy? Tao lấy cái này nè. Trong này là USB, là tất cả bằng chứng phạm tội của hai người. Tham ô nè, nhập hàng trái phép. Chừng này á là đi hơi bị lâu đó nha. Mày đuôi cho tao. Bình tĩnh em, bình tĩnh em. Con này đã đi tù rồi. Bình tĩnh em ơi. Bây giờ tao chẳng sợ gì nữa đâu. Bình tĩnh, anh biết em sai rồi. Anh lại em biết em sai rồi. Tất cả tội lỗi là do con kia nó xúi anh kia. Là do mày hả? Mày nói cái gì vậy? Chính mày đã xúi giục tao, đẩy con chân vô tù mà. Em ơi, bình tĩnh. Bây giờ em nói đi. Em chỉ còn chờ cho anh một con đường sống thôi. Em muốn anh làm bất kỳ thứ gì cho em, anh cũng làm hết. Anh thề, trả cho anh cái USB thôi. Muốn làm cái gì anh cũng làm. Bây giờ thậm chí anh làm con chó anh cũng làm nữa. Anh làm tôi cảm đầu xích gấu lên nè. Tôi tha cho anh đó. Nhưng mà
năm tháng thanh xuân của tôi á, phải có người phải trả giá chứ nhờ. Ai đây? Em yên tâm, anh sẽ bắt nó trả thanh xuân cho em. Mày yên tâm, đưa cái USB cho anh. Được rồi. USB. Mày xuống đây, xuống đây. Mày hả? Mày tính lấy của tao hả? Tao giết mày. Anh cảm ơn, anh cảm ơn, anh cảm ơn. USB đâu? Ủa đâu rồi nhờ? USB đâu? USB. USB. Mày tưởng tao ngu hả? Tao phải để một đường lui cho mình chứ. USB hả? Nó đã đến nơi nó cần đến rồi. Mày lừa tao. Đó là ngày trở về của ca sĩ Bảo Trân. Không biết là đối với nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền, anh đánh giá như thế nào về phần trình diễn của ca sĩ Bảo Trân ạ? Thật là bất ngờ. Mình thấy một cô bé ca sĩ mà sao diễn rất là tự nhiên. Nhưng ở em cũng có những cái hạn chế là về đại từ. Đúng như anh Điền nói thì lúc cao trào nhấn nhá và diễn xuất thì chỗ đó nó chưa đạt. Nhưng mà anh rất là mừng khi mà em vô cái vai này. Ở một số trường đoạn em làm rất là tốt. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Dạ thưa nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, với Bảo Trân, anh sẽ cho bao nhiêu điểm ạ? Anh dành cho em số điểm 9,75. Gửi về em 9,75. Wow, chúc mừng cho Bảo Trân đã hoàn thành bài thi của mình. Vậy thì cụ thể cục diện của bảng này sẽ như thế nào? Mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phần kết quả ngay bây giờ. Kết thúc màn đối đầu của bảng A, kết quả điểm số như sau. Như vậy, với việc nhận được điểm số cao nhất là 39,25 điểm, ca sĩ Bằng Chương đã giành chiến thắng ở màn đối đầu này và nhận về cho mình giải thưởng nóng là 5 triệu đồng. Ở tập phát sóng tuần sau sẽ là màn tranh tài trong phần thi đơn của các nghệ sĩ ở bảng B. Với những gì đã thể hiện, hứa hẹn đây sẽ là bảng đấu ngang tài ngang sức và đem đến nhiều điều bất ngờ. Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trong tập 12 của chương trình Đánh thức đam mê, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang với sự đồng hành của nhãn hàng Mì Hảo Hảo. Bây giờ mà tôi kiếm được một đứa con là tôi không có làm mấy cái chuyện này nữa đâu mình. Sếp anh là một người phụ nữ thành công mà mỗi lần nóng lên là đập bàn bỏ đi ra ngoài không cần biết lý do. Nói vợ chồng con qua thuê đất cậu tính có một công thôi, bây giờ cậu tính tới ba công, tiền đâu mà vợ chồng con xây sửa cho kịp. Một mình con sao con nói lại má với anh Phát được. Khúc đầu á con mặc cái áo dài này nè con làm lễ xong rồi khúc sau má cho con thay xà rề nha.